thì đây long live asset này, thì long live asset nói về đấy, chủ yếu nói về những cái tài sản cố định cùng dài hạn ấy, những cái như kiểu người ta gọi là PP&E, land property equipment, để đúng như thế. Thì những cái PP&E thì nó cũng rất thật là non current asset ở trên balance sheet. Đấy thì cái việc này sẽ học về cái đấy. Thì slide đầu tiên, thì hai cái slide đầu tiên thì cũng nói về capitalize và expense cost. Thì như là cái đầu của cái building inventory, có phải là inventory cost là cũng được chia làm hai loại. Một cái là được capitalize, có nghĩa là được tính làm cái asset, và cái còn lại thì là expense, có nghĩa là report là expense ở trên income statement. Đấy, thì đấy là inventory nhá. Còn ở đây thì long lead asset cũng tương tự, tức là nếu một thứ gì đấy này, một cái item này, nếu mà nó đem lại lợi ích cho công ty đấy cho một khoảng thời gian lớn hơn là một năm, thì cái cost của cái thứ đấy nó sẽ được capitalize. Đó, ví dụ mình mua một cái máy về mà cái máy đấy nó sẽ hoạt động trong vòng 2 năm hoặc là 3-4 năm chẳng hạn, khi nó đem lại giá trị cho mình trong khoảng thời gian lớn hơn một năm ý, thì mình sẽ capitalize cái máy đấy. Thì khi mà làm như thế đó, thì ở cái năm đấy này thì non-current asset nó sẽ tăng lên, có nghĩa là mình sẽ report cái máy đấy là một cái khoản non-current asset ở trên balance sheet. Và tương ứng với đấy thì CFI cũng sẽ giảm đi, tại vì là non-current asset thì nó được coi như là một cái investing activity chứ, và tính là CFI, và khiến CFI giảm đi thì các anh cũng biết là cái phần statement of cash flow nó rồi nhá. Rồi này, thì đấy là initially, có nghĩa là lúc đầu tiên, cái năm đầu tiên. Còn những năm sau đấy thì ở đây là future periods, là những cái năm sau đấy, thì cái asset đó ấy, cái asset mà mình mới report ở cái năm trước đấy thì sẽ được depreciate hoặc là amortize, có nghĩa là đấy, nó được khấu hao, giá trị của nó sẽ được giảm dần đi. Thì khi đấy thì non-current asset sẽ giảm dần đi này, net income cũng sẽ giảm đi, bởi vì là mình sẽ phải tính cái khoản là depreciation expense. Cái khoản depreciation expense nó sẽ khiến cho net income giảm đi. Net income giảm đi thì retained earnings cũng giảm, equity cũng giảm. Rồi, ở đây những cái thứ còn lại là những cái mà chỉ đem lại lợi ích trong vòng năm đấy thôi, trong cái thời kỳ cái kỳ đấy thôi, thì cái chi phí của những cái đấy sẽ được expense. Thì khi mà expense thì có nghĩa là sẽ được report ngay lập tức ở trên income statement của expense. Net income sẽ giảm đi một cục luôn ngay lập tức, bằng với cả cái khoản gọi là after tax amount của cái cost đấy. After tax amount là bởi vì là mình sẽ bị được trừ đi thuế nữa ý, nên là mình sẽ không phải giảm cả một con mà chỉ giảm cái cục đấy nhân cả một chút tê thôi. Rồi, không có cái asset nào được report ở trên balance sheet này, cho nên bởi thế nhá, các năm trong tương lai thì sẽ không bị depreciation hay là amortization gì hết, không bị khấu hao gì hết. Đấy, rồi cuối cùng thì cái chi phí để mua cái món đồ đấy ở trong năm nay sẽ được tính là CFO. Đấy, nó sẽ khiến là CFO giảm đi, nó không còn tính là CFI nữa, bởi vì là nó chỉ đem lại trong năm nay thì họ coi như đấy là cái operating activity, một cái hoạt động bình thường thôi, nên là được tính là CFO. Rồi, tiếp này,